Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,09 triệu người mắc mới và 1,76 triệu người tử vong vì ung thư phổi. Năm 2020, Việt Nam có thêm 26.262 người mắc mới ung thư phổi và 23.000 người tử vong vì căn bệnh này. Điều đáng nói, có tới 70-75% các bệnh nhân ung thư phổi khi đến khám đều đã ở giai đoạn muộn. Chỉ có từ 25-30% người bệnh đến ở giai đoạn sớm và còn chỉ định phẫu thuật điều trị triệt căn được. Các bác sĩ cho biết, lý do khiến bệnh ung thư phổi luôn là căn bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao thứ hai là do các triệu chứng của căn bệnh này không rõ ràng và điển hình. Vì vậy, việc đi khám và tầm soát sớm được đánh giá là bước quan trọng để giúp điều trị hiệu quả căn bệnh này. Đặc biệt là khi có các dấu hiệu như ho nhiều, khó thở, ho ra máu, đau ngực, khàn giọng hoặc khò khè. Triệu chứng hay biểu hiện nhất của ung thư phổi đó là cái ho khan kéo dài. Đấy, chúng ta thấy thường thì nhân dân của chúng ta thì thấy ho húng hắng rồi ho khan cứ nghĩ là viêm họng, hoặc đặc biệt những người hút thuốc lá thì nghĩ là viêm nhiễm ở phổi hoặc cái viêm phế quản thôi, thì chủ quan không đi khám. Nhưng chúng ta phải thấy rằng nếu viêm nhiễm mà có ho thì chúng ta dùng một đơn kháng sinh của bác sĩ cho chẳng hạn thì thường nó đỡ. Thế nhưng với ung thư phổi thì có thể nó không đỡ và nó cứ ho kéo dài. Và tôi khuyến cáo là với những người mà cứ ho kéo dài 2 tháng là chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi khám. Đấy, ngoài ra các dấu hiệu khác, ví dụ như là đau ngực, đấy, lúc đầu thì có thể đau tức nhẹ thôi, lúc có lúc không, đấy, và cũng không thường xuyên, thỉnh thoảng nó nhấm nhó đau ngực, đấy là cũng là một cái dấu hiệu báo hiệu của ung thư phổi. Rồi thỉnh thoảng mà chúng ta có thể khạc đờm ra, chúng ta thấy có một tí dây máu nhỏ nhỏ, đấy. Hoặc buổi sáng dậy đánh răng mà chúng ta ho, chúng ta khạc ra đờm, xong rồi khạc một tí máu. Những cái dấu hiệu như thế là chúng ta phải đến với bác sĩ để cho làm các xét nghiệm để sàng lọc và để phát hiện sớm. Cũng theo các bác sĩ, việc khám sàng lọc ung thư phổi cũng như điều trị căn bệnh này thường khó khăn hơn so với các bệnh lý ung thư khác. Vì vậy, việc chủ động đi tầm soát ung thư phổi của người bệnh là hết sức quan trọng. Để chẩn đoán ung thư phổi, người bệnh sẽ được khám lâm sàng, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang phổi. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, sẽ được chỉ định làm sinh thiết. Những bệnh nhân ở cái tuổi trung niên 50-60 tuổi, rồi những người có tiền sử hút thuốc lá thì chúng ta phải khuyến cáo để đi khám định kỳ sớm, tối thiểu 6 tháng thì một lần, trong một năm phải 2 lần. Đấy, và bằng các xét nghiệm ví dụ rất đơn giản thôi mà tuyến huyện chúng ta cũng có thể thực hiện được, đó là gì? Chụp phim X quang phổi thông thường. Bây giờ ở những cái nơi mà có điều kiện chúng ta có thể chụp CT liều thấp cũng rất nhanh thôi, cũng có thể phát hiện được, và với những cái hệ thống phim ảnh hiện nay chúng ta có thể phát hiện được khối u từ rất sớm. Đấy, có thể từ 0,5 đến 1 cm chúng ta đã phát hiện được rồi, và việc điều trị ở những cái giai đoạn sớm như này thì mang lại hiệu quả rất tốt cho người bệnh. Thế ngoài ra còn có một số các cái xét nghiệm máu, các cái marker để chỉ điểm khối u, chỉ điểm ung thư phổi. Đấy, chúng ta có thể lấy máu và làm các xét nghiệm đó, rồi những cái thông số của marker mà nó cao thì chúng ta cũng có thể hướng đến một cái tổn thương của ung thư phổi, và từ đó chúng ta cho chụp phim X quang rồi chụp CT sau. Bệnh viện ca cũng cho biết hiện có nhiều kỹ thuật cao để điều trị hiệu quả bệnh ung thư phổi như phương pháp phẫu thuật, hóa xạ trị, phương pháp nhắm trúng đích. Các bác sĩ sẽ dựa vào giai đoạn bệnh của từng người để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Được biết, theo nghiên cứu, ung thư phổi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể được phẫu thuật để kéo dài sự sống với tỷ lệ trên 5 năm là khoảng 44,5%.